Nếu du lịch vùng núi, bạn cần nhớ mang theo áo khoác vì đêm sẽ có sương lạnh, nên lựa chọn các loại áo gió không thấm nước, nên đi giày thể thao để có thể thoải mái đi bộ hay leo núi. Đừng quên mang theo các loại kem chống muỗi, côn trùng. Mang theo còi cứu sinh và đề can phản quang, đây là hai thứ có thể giúp bạn trong những lúc nguy cấp. Còi sẽ giúp người khác định hướng và tìm thấy bạn, còn đề can phản quang sẽ giúp bạn dễ nhận diện hơn. Đừng chủ quan dù bạn đi theo tour, bởi cũng có khi bạn bị lạc. Nếu đi biển, hãy nhớ bôi kem chống nắng SPF từ 30 trở lên. Lưu ý bôi lại sau mỗi 2 giờ hoặc sớm hơn. Khi chọn kem chống nắng cho trẻ em, hãy cân nhắc chọn loại vật lý sẽ ít khả năng gây phản ứng. Nếu tắm biển mà cơ thể bị ngứa và rát do sứa đốt, tuyệt đối không dùng nước tắm tráng để rửa vì có thể làm tăng rát buốt. Hãy đổ một ít nước biển lên vết thương, sau đó đổ một lượng lớn giấm lên và để yên trong ít nhất nửa phút. Nếu bạn bị cuốn vào dòng nước xoáy hay còn gọi là dòng rip, hãy bình tĩnh, nó sẽ không kéo bạn xuống nước. Hãy bơi song song với bờ, bạn sẽ thoát khỏi lực kéo của nó.